Ba số đó. Samma sambuddha ma tu lang sa sattamma ganottamang apivadiya phasisang apithammatthasang ahang tathavuttapithammattha Chê-tang-chê-ta-si-kang-ru-pang Nâm-ba-na-mi-ti-sa-pa-tha Ta-tha-cha-tang-ta-va-cha-tu-pi-thang-hau-ti Kama-vai-cha-rang Ru-pa-vai-cha-rang A-ru-pa-vai-cha-rang Lô-cô-ta-ranh-chê-ti. Rồi bây giờ mình đang học cái số 2 tất thà vượt ta bị tham mặt thả. Bây giờ mình tới cái phần cuối rồi, cái phần cuối của tâm rồi. Cái từ Pali là chitta vicittaya sanya vicitta sanya vicittaya tanha vichitta tanha vichitta taya kamani vichitta ni kama vichitta taya yoni yo vichitta yoni vichitta taya te sang te rachan nagata nang vị chật tà tá vị đi tập bà ni tập bà ti. Tất cả học viên nên biết rằng, vậy là tất cả các sư và Phật tử có mặt trong ngày hôm nay là học viên, kể cả sư cả cũng là học viên luôn, vừa giải vừa học thêm nha. Tất cả những sự vật không có sự sống, không có sự sống, như cái ca này có sự sống không? Nhà cái chai nước này có sự sống không? Rồi tất cả mà con người tạo ra là không có sự sống, như là điện thoại, máy vi tính, xe bốn bánh, xe ba bánh, xe hai bánh, xe đạp, máy bay, vân vân. Cái đó là tất cả mà sự vật không có sự sống. Và nó có cái sự sai khác, nó sai khác nhau. Đâu có một loại một thứ mà mình trên thế gian này đâu có. Điện thoại không biết mấy loại. Nokia, Samsung, Apple, nó nhiều lắm, nó nhiều. Là do cái gì mới, bởi do cái gì mới nó nhiều loại, nhiều thứ như vậy? Là do cái gì? Là do cái tâm. Do cái tâm của con người nó, họ sản xuất ra. Nếu mà không có tâm á, thì coi như là không có cái sự vật. Cái sự vật này. Như vậy, sự vật nhiều, nhiều loại, nhiều thứ, nó khác nhau á, thì do cái năng lực của cái tâm. Và mới nó có đa dạng như vậy, cái sự vật nó đa dạng. Rồi tâm nó đa dạng. Tâm á, nó đa dạng. Rồi, tất cả chúng sanh đa dạng, bởi vì? Bởi vì do cái sanh đa dạng. Sanh á, cái sanh đó là ai sanh đây Phật tử mình? Ai trả lời đúng? Ai sanh? Nè. Mình sanh hay là danh pháp? Do thức tâm. Dạ. Do danh và sắc nó sanh. Phải không? Đâu phải mình sanh đâu. Đó, là do gì?
do danh và sắc nó sanh. Nhà do cái sự sanh nó đa dạng, chúng sanh nó đa, tất cả những vật, tất cả chúng sanh đa dạng bởi do là sanh đa dạng. Sanh đa dạng là do gì? Là do hành động, cái nghiệp á, nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. À, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp làm gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khi đó là nghiệp gì? Nghiệp bất thiện. Thế cái nghiệp bất thiện nó phân phối để cho sanh bốn loại, bốn loại ác xứ đó, địa ngục nè. Rồi địa ngục nó nhiều thứ, nhiều loại nữa, từng lớp nó nhiều lắm. Ngạ quỷ nè, Atula nè, và súc sanh. Rồi súc sanh mình đếm hết không? Nó nhiều, đa dạng lắm, nó đa dạng lắm nha. Nó đa dạng. Đó là do cái thân, thân ác nghiệp. Rồi cái thân thiện nghiệp cũng có nè. Thân thiện nghiệp mình chắp tay lên, thấy chư tăng hoặc là cái người có dơi đức này kia, là mình chắp tay, mình đảnh lễ, hoặc là mình tiếp làm, mình chăm sóc cha mẹ mình. Cái đó là thân thiện nghiệp. Thân thiện nghiệp. Mình không sát sanh, mình không trộm cắp, mình không tà dâm, cái đó là cũng là thân thiện nghiệp. Rồi chi phối mình nè. Sanh là làm gì? Làm người, làm chư thiên. Người đâu phải một loại người đâu, thấy không? Nó nhiều người lắm, nhiều nhiều thứ, nhiều màu sắc cũng khác nhau, hình tướng cũng khác nhau. Đó, cái trí tuệ cũng khác nhau, thấy không? Mình thấy. Cái này là do gì? Yeah. Bà sư nói tóm tắt thôi. Nói nhiều quá là không đi, không có để mà sớm mà hết cái bài này. Rồi. Do cái sanh á, cái tất cả chúng sanh là đa dạng bởi do cái sanh. Cái sanh nó đa dạng. Rồi sanh bao nhiêu tâm? Tâm sanh 19. 19 tâm sanh. Obekha, Obekha Santirana là cái tâm thậm tấn. Santirana. Rồi tám đại quả tâm, tám đại quả, và năm quả là tâm sắc. Rồi bốn cái quả của tâm vô sắc, đó là 19 cái tâm sanh. Sanh đa dạng là do hành động. Vì các sư và Phật tử mình hiểu chưa? Hành động đa dạng bởi do ái. Ái là tanh há, là ái. Sự vừa lòng đa dạng. Cái ái.
cái đa dạng cũng do tượng. Tượng là sanya, tượng sanya là sự nhớ lại các chuyện đa dạng. Tượng đa dạng cũng do tâm đa dạng. Bởi tưởng nó sanh ra phải có cái tâm, nó nương nhờ cái tâm. Tưởng là tâm sợ, sanh nhá là tâm sợ. Rồi tất cả tâm sợ nếu mà không có tâm á, thì không sanh được, không sanh được. Tâm có là tưởng có, tưởng có là tâm có. Như vậy. Yeah. Tóm lại trạng thái của tâm có ba là luôn luôn biết cảnh. Thầy sư nhắc lại cảnh có bao nhiêu, còn nhớ không? Có sáu cảnh. Là cảnh sắc nè, cảnh thân nè, cảnh gì? Yeah, hương nè, cảnh vị nè, cảnh vị nè, vị xúc nè, và pháp nè. Đó, luôn luôn là biết cảnh. Không có cảnh thì không bao giờ mà tâm sanh được. Tất cả tâm sanh ra là phải có cái cảnh, có đối tượng mới sanh được. Aramanapajyo, phải có Aramanapajyo mới sanh được. Hai, làm nhân cho tâm sở biết cảnh, tương tự như người dẫn đầu. À, là cái nhân cho cái tâm sở, cái tâm này nè. Nếu mà không có tâm thì tâm sở không sanh được. Như là lớp vi diệu pháp này, nếu mà không có giảng sư, có học viên không? Có người lên đại học được không? Có cái lớp này không? Không có. Không có. Cái lớp vi diệu pháp ngày hôm nay được là có giảng viên. Ví dụ giảng viên, ví dụ như cái tâm. Rồi học viên là như là cái tâm sở. Lớp này đó mất 2-3 vị học viên cũng không sao, còn dạy được, còn học được. Nếu mất cái giảng viên, giảng sư này học được không? Không. Đó, nhớ vậy là tâm này là cái nhân cho cái tâm sợ biết cái cảnh. Ví dụ như sư nói là trong cái lớp vi diệu pháp mình này. Ba, làm cho những loài có mãn quyền chi vị tân tri giác, mãn quyền. À, mãn quyền hay không có mãn quyền đa dạng. Loại người là có mãn quyền, súc sanh thì có mãn quyền. Rồi cái chánh điện xà la nhà này kia có mãn quyền không? Không có. Cái chai nước có mãn quyền không? Không có. Cái ly nước cũng không có. Cái micro này cũng không có mãn quyền. Mà sanh ra được là sanh làm do cái gì? Là do cái tâm này. Do cái tâm này nè. Bởi vì nó đa dạng, tất cả cái sự vật trên đời này có mãn quyền hay là không có mãn quyền, nó đa dạng lắm. Nó nhiều thứ lắm. Cá trong biển nó cũng khác nhau. Không biết bao nhiêu, nhiều trăm loại, ngàn loại. Rồi trên nước cũng có sự vật, cũng có chúng sanh này kia, súc sanh này kia cũng nhiều.
Do đó mà Đức Phật chanh đẳng giác, chanh đẳng chánh giác cùng với tất cả chú giải và phụ chú giải trình bày trên cả tuyệt vời và sự quan trọng của tâm có nhiều loại nhân đặc biệt. Trong bộ này chỉ lấy trình bày tóm tắt như sau. Rồi, sư xin miễn với Pali đi, mình đọc. Đức Thế Tôn hỏi rằng, này chư tỳ kheo, có bao giờ các ngươi nhìn thấy bức tranh nào chưa? Đức Phật hỏi, thấy bức tranh chưa? Rồi, Phật tử mình thấy bức tranh chưa? Đã thấy rồi. Không? Bạch Đức Thế Tôn, có ạ. Này các tỳ kheo, cho đến ngay cả bức tranh đó, nếu nó có cái gì phức tạp, khác biệt trong đó cũng là do tâm sáng tạo nên. Cái bức tranh cũng có cái tâm. Người họa sĩ là phải có cái tâm để mà nghĩ, để cảnh như vậy, để hình như vậy coi đẹp hay là không đẹp. Có cái tâm, có cái tâm. Này các tỳ kheo, tâm là cái phức tạp đa dạng hơn cả bức tranh phức tạp đó nữa. Này các tỳ kheo, trong tất cả các chúng sinh trên đời, ta chưa thấy một loài chúng sinh nào phức tạp, khác biệt, đa dạng, chẳng hạn như loài bàn xanh. Tất cả những cái phức tạp đó đều do tâm mà ra. Chính tâm tạo ra sự khác biệt, đa dạng đó. Này các tỳ kheo, tâm là phức tạp hơn cả các loại bàn xanh. Bàn xanh là súc xanh. Rất cái này. Chattena niyati loko chattena parikasati chattasa ekathamasa sabbe va vasaman vasaman vakuti. Chúng sanh trong thế gian bị dẫn dắt bởi tâm, bị lôi cuốn bởi tâm. Tất cả chúng sinh phải chịu sự chi phối do năng lực của tâm. Gì hả? Ồ, hồi nãy chưa chia sẻ à? Rồi. Đây. À, xin hỏi các vị, nếu mà không có tâm mình đi được không? Dạ. Không. Như cái xe không có máy vậy đó. Xe bốn bánh hay xe hai bánh vậy đó. Xe Honda nếu mà không có máy vậy đi được không? Cái thân mình á, nếu mà không có tâm thì đi không được.
ngồi cũng không được, nằm cũng không được, đứng cũng không được, do cái tâm. Không có tâm á, thì Phật tử mình đi từ nhà tới đây cũng không được. Vậy đó. Rồi tiếp nữa. Chitana Natama Gamma Na Natang Hoti Va Yuno Va Yuna Natato Na Na Hoti Kayasa Injanati. Những ngoại nghi đi đứng ngồi nằm diễn biến phức tạp là do nương nhờ nương tâm làm nhân sanh. Do nhờ vào các hoài nghi đó cơ thể chuyển động được, chuyển động được. À. Hết này nó che cái chữ. Dạ. Dấu nữa. Rồi. Rồi tiếp và ly cái câu 3. Vị chất ta karana chitang atano chittataya và chitang kama kele sehi chitang ta yati wa tatha chi no ti atta santa nang vichata ramanang ramananti chati. Gọi là tâm bởi vì nó tạo ra sự khác biệt đa dạng. Cái khác biệt đa dạng ở đây là chỉ cho cái 32 tâm quả. Cái tâm quả thì tất cả là 36. Nè, cái 32 là mình lấy cái hiệp thế, cái tâm quả hiệp thế. Lokaya vipaka. Lokaya vipaka cittang. Tâm quả hiệp thế. Tâm quả hiệp thế. Hoặc là 32 tâm quả hiệp thế. Yeah. Đó. Hay gọi là tâm vì bản chất của chính nó là phức tạp. Sai biệt ở đây chỉ cho là tất cả cái tâm là 39 tâm. Tâm vả vipakachitta gọi là tâm vì nó do thiện nghiệp. Thiện nghiệp là kusala kamma. Ác nghiệp akusala kamma và phiền não, và phiền não kilesa tạo tác. Hay nói cách khác, tâm quả được gọi là tâm vì nó gìn giữ bảo vệ thân thể sanh khởi từ hành động của các thiện nghiệp, ác nghiệp và phiền não. Thức nào làm cho các ẩn nối tiếp nhau sanh khởi liên tục không đứt quãng. Biết cái từ đứt quãng này không? Không có gián đoạn á, không có gián đoạn, không có đứt quãng. Mình đắc trì giả. Mình đắc trì giả. Nó như là tâm một nó sanh diệt rồi có tâm tiếp, tâm thứ nhì. À, hoặc là tâm khác nó sanh ra. Là không đứt dạng, đứt quãng.
không biết từ đâu á, không biết từ đâu, từ từ cái vô thị kiếp, không đếm là từ đâu mà tâm nó sanh coi như là không có đức đức quả. Chết một kiếp này rồi, cái tâm tử nó có liền thì bắt đầu cái tâm sanh nó có. Tâm tử diệt thì tâm sanh nó có. Một kiếp này rồi kiếp sau nữa, tâm tử vừa diệt là tâm sanh nó có, nó nói và đi sanh thi. Và đi sanh thi là nói từ cái tâm tử này này. Cái tâm tử rồi cái tâm sanh nó nói. Mấy từ Pali là gọi là Padi Santhi. Thức ấy được gọi là tâm. Ở đây chỉ cho các tâm động lực. Động lực chủ quan, chắc và nạ. Động lực chắc và nạ. Cái tâm động lực chợ qua lại chi tạng, chợ qua lại chi tạng. Rồi cái động lực nó có bất thiện, nó có thiện, và nó hiệp thế, và cũng có siêu thế. Mà ở đây là hiệp thế. Chỉ cho cái tâm, cái động lực hiệp thế. Lại nữa, thức nào tử nối tiếp nhau, sanh khởi liên tục, không đứt đoạn, thức ấy được gọi là tâm. Ở đây chỉ cho 47 động lực hiệp thế. Động lực, tất cả cái tâm động lực thì nó thì 55. 55 mình trừ 8. Tâm hiệp thế, siêu thế là 8, 8 cái tâm. Vậy mình lấy 8 trừ còn nhiêu? 47. 47 cái tâm động lực hiệp thế. Lokaya chavana citta. Lokaya chavana citta. Kịp không? Lô cây giác là hiệp thế, chạ và nạ là động lực, chia tạ là tâm. Tâm động lực hiệp thế chỉ có 47. Tâm động lực siêu thế 8. Cộng lại nhiêu? 55. Đó. 55. Là những tâm làm trùng dũng duyên. Trùng dũng duyên AC và nạ ba chỉ dạ. AC và nạ ba trái á. AC và nạ ba chỉ dạ. Thức nào có cảnh phức tạp, sai biệt, đa dạng thì thức ấy được gọi là tâm. Ở đây chỉ cho cả tất cả cái tâm. Sự diệt của tâm diễn tiến nhanh chóng, rất khó để mà tìm kiếm ví dụ để so sánh được. Do đó bậc đạo sư thiết trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara như sau: Giá quan chị đằng phi khờ về Opama pi na sukara Giá quá Lạ hu pari vạt tăng chi tăng. Này chư tỳ kheo, tâm này sanh diệt nhanh chóng, mau lẹ, bởi vậy không thể nào tìm ví dụ, Opama ví dụ, để diện tả được
sự nhanh chóng, mau lẹ đó được. Hết rồi. Cái phần giải thích về cái tâm á, cái tóm tắt bao nhiêu. Rồi cái nhân sanh, sanh cái tâm á, thì có bốn, có bốn, bốn cái nhân. Hoặc là bốn ý nghĩa. Cái này bốn cái nhân. Một là gì? Là nghiệp quá khứ. Atita kamma. Nghiệp quá khứ. Cái người đó đã tạo cái nghiệp quá khứ. Hai là tâm sợ. Nếu mà không có tâm sợ, tâm cũng sanh không được. Ít nhất phải là có bảy, bảy cái tâm sợ. Có thầy mà không có, có giảng viên mà không có học viên, lớp vi diệu pháp thành tựu được không? Thấy không? Ít nhất phải có giảng viên, một giảng viên và một học viên. Mà tâm á, thì khác. Ít nhất phải có bảy cái tâm sợ. Dạ, mới cái tâm này sanh được. Như vậy là tâm sợ là cũng là cái nhân. Cái nhân để mà sanh cái tâm này. Ba, cảnh. Không có cảnh, không bao giờ tâm để sanh được. Aramana, aramana. Nếu không có aramana, thì tâm để sanh không được. Cảnh bao nhiêu? Nhắc lại, bao nhiêu cảnh? Rồi. Rồi, bốn, vattu rupa, là sắc vật. Sắc vật. Hatiya vattu là cái chỗ nương của tâm. Rồi, cái này là bốn cái nhân. Rồi bốn cái nghĩa, bốn cái ý nghĩa của tâm. Một là trạng thái của tâm là gì? Biết cảnh. Vichana-na-lakha-nang. Vichana-na-lakha-nang. Trạng thái của tâm là biết cảnh. Có người này người kia, đàn ông đàn bà biết cảnh không? Có không? Không có. Không có. Cái tâm thôi nó biết cảnh. Có tâm thôi. Nếu mà có là chắc chết là biết cảnh này. Cái xác chết rồi. Có xác chết nào biết cảnh không? Biết con cháu khóc lóc này kia không? Biết con cháu thân quyến làm cái đám tang không? Không. Còn sống biết là chết rồi, không biết đâu. Bởi vì nếu mà chết rồi là cái tâm này nó lìa đi vậy. Nó tắt rồi. Rồi bắt đầu nó tái sanh ở theo cái nghiệp của nó nữa. Theo cái nghiệp của nó nữa. Vậy là ý nghĩa thứ nhất là trạng thái. Là trạng thái là gì? Là biết cảnh. Ý nghĩa thứ nhì là phần sự. Là phần sự của tâm á, làm gì? Dẫn dắt tâm sợ. Trong cái kinh Pháp Cú á, cái thứ nhất đó, bài thứ nhất đó, mano bục bằng ga ma tham ma mano si tha mano ma ya mana sa chi pa đút thê na pa san nê na.
là cái tâm này là dẫn dắt tất cả các pháp. Nếu mà tâm này bị đô sắc nó ham hải rồi, thành cái tâm, tâm gì? Cái tâm ác, tâm bất thiện. À, rồi tới cái tâm bất thiện là làm cái việc ác nè, thân ác nè, khẩu ác nè, ý ác nè. À, vậy là phận sự của cái tâm là dẫn dắt các pháp. Các pháp ở đây là tâm sợ, chê tạ xí cả, là tâm sợ. Ba, ý nghĩa thứ ba, sanh tha na pa chúc pa tha năng, thành tựu của tâm là gì? Là nối tiếp, là nối nhau liên tiếp không ngừng, là không đứt quả, không ngừng. Không phải là kiếp này không, từ kiếp trước, kiếp trước, kiếp trước nữa, mình đếm không hết nữa. Có nghĩa là nối nhau liên tiếp không, cuối cùng tới niết bàn mới nó ngừng. như cái bánh xe nó quay liên tiếp, liên tiếp. Hết vô minh á, hết vô minh cái đời cuối đó, thành bậc thánh A La Hán rồi đó, mới nó ngừng tới đó. Cái bánh xe nó hư rồi, không quay được nữa. Cái đụng nó hư rồi. Do cái gì? Là do cái đạo A La Hán đạo, trí tuệ trong A La Hán đạo sanh ra. Đập nó bể, bể cái đùng của nó. Đùng mà đùng mà tí, đùng phải không? Dạ. Yeah. Mu lắc, cái từ Pali là mu lắc. Avijja và tanha. À, vô minh và tham ái. Hai cái này này là cái đùng của nó. Như vậy ý nghĩa thứ ba này là cái thành tựu của tâm. Rồi thứ tư, nama rupa padatthanang. Nama là danh, rupa là sắc. Do danh và sắc, danh là gì? Danh là gì? Danh là tâm sở, phải không? Rồi sắc là gì? Đó, sắc là rupa, rupa này do cái nhãn thần kinh. Rồi có cảnh bên ngoài mới cái thức nhãn nó sanh ra. Phải không? Có cái tay nè. Cái gì? À, thần kinh nhĩ. Và cái thân bên ngoài. Nó xúc nhau mới cái nhĩ thức sanh ra. Phải không? Nếu mà trong hai cái này mà không có một á, ví dụ là cái sắc thần kinh nhĩ á, thần kinh nhĩ nó hư đi, thần kinh nhãn, à thần kinh nhĩ này, à, nhĩ, thần kinh nhĩ thức này này, cái nhĩ thức nó sanh ra được không? Cái nhĩ thức này
Nếu mà hư cái thần kinh nhĩ này rồi coi như là không sanh ra được. Hoặc là thần kinh nhĩ có mà cái cảnh thân không có, cũng sanh ra không được. Không sanh ra không được. Bởi nó cái duyên của nó, cái nhân của nó phải là đầy đủ mới nó sanh ra được. Có bốn cái nè. Một là cái thần kinh nhĩ là chưa, không có hư nè. Hai là cái cảnh nè, là thân nè. Ba là gì? Đâu sáng. Cái khoảng cách, cái lỗ nè. Nếu mà lấy cái bít, bít cái lỗ tai nó không nghe đâu. Rồi thứ tư, Manasikara, cái sự để ý. Manasikara Pancha, Pancha Thuara Vachana Chita. Rồi có cái gì mà chưa rõ thì có thể nêu lên nhé. Để xong cái phần tâm rồi. Nếu mà không có nêu lên thì không có nêu lên thì sự nhé. Đặc tính cái đặc tính nè, lẽ cả nạ, sư cho hỏi ở đây chỉ có 47 động lực hiện thế là những tâm làm trùng dụng duyên, mà sư trùng dụng duyên là gì? Ase và nạ, ase và nạ và chị ạ. Có nghĩa là cái tâm á, thì ví dụ là tâm thiện đi, tâm thiện thứ nhất đó, nó sanh ra cái thứ nhất 7 lần liên tiếp. Cái sắc na thứ nhất là asevana paccaya cho cái động lực thứ nhì. Rồi cái tâm động lực thứ nhì thì sắc na thứ nhì á, thì nó là nhân cho cái sắc na thứ ba. Như là tới cái sáu á, tâm tắc là sáu, nó là nhân cho cái thứ bảy, sắc na thứ bảy. Đó trung dũng chiên á. AC và nó bắt chị ạ. Cái này mình chưa hiểu đâu. Học nhiều chút mới hiểu cái này. Mình mới á, nếu mà mình đã học xong á thì hiểu cái này. Rồi Phật tử mình trên cái Zoom á, có gì thắc mắc hỏi sư không? Nếu mà không hỏi thì sư giải thêm nữa. Đêm nay là có 30. Thiền tâm có Phật tử nào muốn hỏi gì không? Nhưng mà im lặng thì sư giải tiếp. Chê tạ sĩ cả bạ ra mặt thả. Tát thạ chạ tụ bị thắng. À tao á. Tát thạ. Vụt tá bị thăm mặt thả. Chạ tụ thá bạ ra mặt thả tụ. Chạ tụ thá bạ ra mặt thả tụ là bốn cái chân đế. Bây giờ cái chân đế thứ nhất mình học rồi. Cái chân đế thứ nhì là gì? Là
tâm sở chân đế chê tạ sĩ cạ bạ ra mặt hạ. Mình đã học xong là gì? Tâm chân đế chê tạ bạ ra mặt hạ. Bây giờ mình bắt đầu học tâm sở chân đế. Tâm sở là pháp nương tâm sanh khởi, chitta ni sĩ tạ lạ khả năng. Tâm sở nương tâm sanh khởi này khác với cây cối nương đất mà phát triển, nó khác nha. Bởi vì mặt đất cùng với cây đó, mặt đất là nơi nâng đỡ thana a tha ra, còn với cây là cây được nâng đỡ tha ni a thay dạng. Đối với tâm và tâm sở đó, tâm là năng y nisya. Đó. Nisya là sarai á. À, sarai là nương vậy. Nghĩa là nâng đỡ, còn tâm sở là sở y nisita. À, nisita nghĩa là nương nhờ. Là nương nhờ. Như vậy là tâm sở này nương nhờ ai? Nương nhờ tâm. Thì tâm là làm cái nhân cho cái tâm sở nương nhờ. Cùng giống với thầy giáo và học trò, vì tất cả tâm sở nhận biết được cảnh là do nương vào tâm làm trưởng. Nếu không có tâm thì tâm sở không thể nhận biết được cảnh. Do đó tâm sở bắt buộc cần phải luôn luôn nương vào tâm. Do vậy mà nói rằng trạng thái của tâm sở luôn luôn sanh khởi trong tâm, hoặc hiện hữu trong tâm như trong ý nghĩa sau. Chê tạ sĩ Phawang bằng chê tạ sĩ Căng và chê tạ sĩ Nị Dụt Tăng chê tạ sĩ Căng. Cái thực tánh sanh ra trong tâm gọi là thực tánh, nó sập hiệu vẹn sập hiệu vẹn sập hà vạ. Cái thực tính thực tánh cũng được, thực tính nha. Gọi là tâm sở hoặc thực tính luôn luôn hiện hữu trong tâm gọi là tâm sở. Diễn tiến của tâm, tâm sở và đối tượng, ba cái pháp: tâm, tâm sở và đối tượng. Sự diễn tiến của tâm, tâm sở và đối tượng, cả ba pháp này cũng giống như một người họa sĩ đang họa một bức tranh lên tấm vải cả nách ấy. Khi lấy tâm sở và đối tượng cả ba pháp này đem so sánh thì tâm cũng giống như nước pha màu. Tâm sở giống như màu, đối tượng là nhân vật có mãn quyền
và phi mãn quyền. Chi vi ta a chi vi ta, giống như tâm vải. Kịp không, kịp không? Cái tâm giống như cái nước pha màu, tâm sở giống như màu, rồi cái cảnh là giống như cái tâm vải. Cái tâm vải, cây cỏ, cỏ chũa, nó chũa, chũa giống như sáu môn thoa ra, như nhãn nhĩ tỷ thuyệt thân. Còn với tất cả chúng sinh thì giống như người hoa sĩ, người hoa sĩ. Tất cả tâm sở đều có bốn ý nghĩa chung như sau. Có ý nghĩa, bốn ý nghĩa chung như sau. Tất cả là 52 tâm sở đó, có bốn ý nghĩa chung như sau. Một, citta cetasika lakkhanang, trạng thái của tâm sở là nương nhờ tâm. Nương nhờ tâm. Hai, aviyo kopada narasang, phần xử của tâm sở là gì? Là sanh ra không lìa tâm. Không lìa tâm. Ba, ekaramana pachupathanang, không phải là ra sang này, pachupathanang này sửa lại, pachupathanang này sai nè. Tha năng, sửa này dùng nha. Số 3 này nè, hồi lúc mình làm cái tài liệu này không thấy sai, mà đây tới giải thì mới thấy sai. Ekaramana pachup, ekaramana pachup, cái này chữ a mới đúng. Pachupathana, thành tựu của tâm sở là biết chung một cái cảnh, một cảnh với tâm. Cảnh tâm biết cái cảnh nào, ví dụ là biết cái cảnh sắc, tâm sở cũng là biết cảnh sắc. Tâm biết cảnh thân thì tâm sở cũng là biết cái cảnh thân. Bốn, cittupada padatthanang, nhân cận, cận chích đấy, hạt chích là nhân cận, hạt chích, mình dịch vậy đó. Nhân cận của tâm sở là phải có tâm sạch, phải có tâm. Pháp thực tính của tâm sở có 52 pháp, luôn luôn phối hợp với tâm. Mọi tâm sở đều có bốn đặc điểm như sau. Một, ekuppada,
đồng sanh với tâm. Tâm sanh thì có tâm sở sanh. Hai, eka nirodha, đồng diệt với tâm. Tâm diệt thì tâm sở cũng diệt. Eka ramana, eka ramana là có cái cảnh nè, bắt cùng cảnh mà tâm bắt. Có nghĩa là cái tâm biết cái cảnh nào thì tâm sở biết cái cảnh đó. Bốn, eka vattuka, đồng cùng với một vật, với tâm. Vật, bao nhiêu vật đây? Nhãn vật, chakkhu vattu, nhãn vật, nhĩ vật, sota vattu, tỷ vật, khana vattu, thiệt vật, jivaha vattu, thân vật, gì? Kaya vattu, ý vật, hoặc là căn vật, hatiya vật, vật thụ, không phải ý căn, căn vật. Cái này xong phần cái tâm sở rồi, cái tới chân đế thứ ba là gì? Sắc pháp chân đế, rupa paramattha. Sắc pháp trạng thái luôn luôn biến đổi, biến đổi, prae prul vinitau, biến đổi là thay đổi, hoặc diệt không ngừng, diệt đi không ngừng. Mình thấy gì? Mình thấy cái sắc pháp nó diệt đi từng sắc na của nó, nó thay đổi rất là nhiều, sanh rồi già, già rồi cũng chết. Hằng ngày không biết là cái sắc pháp nó sanh già chết bao nhiêu lần. Sắc giòn do nghiệp, do tâm cũng vậy. Tới cái chương, chương 4 á, mình học về cái tâm sanh diệt như thế nào, rồi cái sắc pháp này, rupa nó sanh diệt như thế nào. Cái chương 4 mà tới đó không biết còn bao nhiêu người học. Không biết mình hy sinh, mình tinh tấn tới đó hay không đấy. Các vị thấy ngày thứ tư cũng mất nhiều rồi, trực tiếp cũng vậy, rồi trên Zoom cũng vậy. Zoom thì còn 30 à, cái khai giảng thì rất là nhiều. Tám mấy là gần gần hết 2/3 rồi. Ví dụ pháp là khó lắm, không phải là dễ dễ mà học. Bởi vì cái tâm của con người á, thường thường muốn biết liền, học liền thì cho hiểu liền, học liền cho biết liền. Làm sao sư cả dạy cho con biết liền 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 liền? Không được. Cái ngày khai giảng sư nói rồi, bắt đầu học vi diệu pháp mình phải trồng cái dừa. Chừng nào cái dừa này có trái
mới nói với sư cả tại sao con dừa của con có trái rồi sao mà con học chưa biết vậy? Từ từ bắt đầu mình học á, 3 tháng 4 tháng sau là chưa mới thấy mờ chứ là chưa gì mà nó rõ đó. Mà người đó từ kiếp trước, từ kiếp trước mà đã học rồi á, coi như là biết liền. Biết liền. Bắt đầu hiểu liền. Kiếp trước cận cái kiếp này á mà chưa học á, ôi khó lắm, khó hiểu lắm. Khó hiểu lắm. Mà không phải là tất cả là không hiểu. Không phải là mình học không hiểu. Hiểu. Mình cố, mình tinh tấn. Nhiều ngày, nhiều tháng, có thể là nhiều năm nữa. Như sư là bắt đầu học quy y pháp từ năm mấy biết không? 97. 97. Năm 97. Trước đó là sư thường thường là sư học về cái luật. Về tạng luật. Tìm đọc cái tạng luật. Sau đó mới học vi diệu pháp. 10 năm sau mới biết mình là có hiểu biết cái vi diệu pháp rồi. Như vậy là quý vị là 2-3 năm thôi thì ít hơn sư nhiều. Thời gian á, bởi vì có lớp cái này kia. Sư thường thường ra số là học từ xa. Mình học từ xa. Vậy đó. Như vậy đừng có đòi hỏi để mà sớm biết nha, học quy y pháp. Nếu mà cái có cái tâm tham á để mà sớm biết chắc bỏ lớp này rồi. Rồi sư xin nhắc nhở ha. Đừng muốn biết trước khi cái trí tuệ mình sanh ra. Đừng có muốn hiểu quý diệu pháp trước khi cái trí tuệ mình sanh ra. Chờ chừng nào đủ duyên cái trí tuệ của mình sanh ra, mình hiểu à. Nhớ không? Chắc nhắc nhở chỗ này ha, cái câu này ha. Đừng có muốn biết, muốn hiểu vi diệu pháp trước khi cái trí tuệ mình sanh ra. Từ từ đủ duyên cái trí tuệ nó sanh ra, nó hiểu à, nó tự hiểu à. À, tâm như thế nào, tâm sở như thế nào, sắc pháp như thế nào. À. Rồi. Rupana là khả năng trong lúc tiếp xúc với một trường thiếu điều kiện, cái môi trường thiếu điều kiện hay là môi trường xung khắc. Xung khắc là pạ đi pạ, cái đối nghịch. Như là cái sắc pháp nó cần cái nóng, mà nó cái lạnh nhiều, nó lạnh thì cái đó là cái xung khắc. Hoặc là môi trường cái như là cái thức ăn nó không hợp, ăn không được, cũng là cái đó cái môi trường. Hoặc là nóng quá, lạnh quá, cũng là cái môi trường nó thiếu cái điều kiện. Thấy không? Cái người Ấn không, một năm đó, cái mùa nóng không biết chết bao nhiêu người. Rồi mùa lạnh cũng đã chết. Rồi cái địa ngục á. Địa ngục là lô, liệt tên gì đấy, lô
nó lãnh quá nhiều loha kampi đó, lokondara gì đó, lạnh quá thì cũng hư, nó diệt đi cái tâm này. Bởi vì gọi là virothi pachiya, sự nóng lạnh đói khát ruồi muỗi gió ánh nắng rắn rít côn trùng vân vân như trống. Ý nghĩa sao? Có người chết vì nóng, có người chết vì lạnh, có người chết vì đói, có người chết vì khát. Rồi cái ruồi muỗi này kia cũng ảnh hưởng. Thôi cái thấy cái sắc pháp đó mình thấy màu nó khác nè. Rồi con rắn này cái cắn cũng ảnh hưởng tới cái sắc pháp này. Không chết thiệt mà cũng bị phong, bị này kia. Nám mình thấy khó. Say tanha ti virothi pacchiyehi rupatiti rupang. Pháp nào luôn luôn biến đổi, hoại diệt không ngừng bởi những điều kiện như là nóng lạnh, đói khát, ruồi muỗi, gió, ánh sáng, rắn rít, côn trùng thì gọi là sắc. Gọi là sắc. Giờ xong. Bài tí thứ tư. Niết bàn chân đế. Nipana. Nipana paramattha. Niết bàn là trạng thái yên tĩnh vắng lặng của năm ẩn, cũng bởi niết bàn vượt khỏi mọi tham ái một cách dứt khoát. Chừng nào không có năm cái ẩn thì chừng đó là niết bàn. Không có chấp cái năm ẩn là ta, của ta, năm ẩn ở trong ta, ta ở trong năm ẩn. Tới đó là yên tĩnh, tới đó là vắng lặng. Vắng lặng ở đây là vắng lặng cái phiền não, tham sân si. Như vậy mình đi niết bàn bằng cách nào? Mình tu cách nào để sớm được niết bàn đây? Sáng mình mở mắt lên á, mình thấy ai thấy đây? Tôi thấy à. Ai thấy? Nhãn thức nó thấy, nó biết cái cảnh đó. Mới mình sớm đi tới niết bàn. Nếu mà sáng sớm mở mắt ra, ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc, ta biết cảnh này kia, còn xa lắm niết bàn đối với mình. Đó. Còn xa lắm. Bây giờ là mình chấp nè. Chấp là mình là chấp gì? Chấp cái ngũ ẩn này nè. Hay là chấp thủ đó. Upadana. Upadana.
chấp sắc pháp là rupopadana. Rupopadana là chắc cái sắc ứng này này. Vedanupadana là chấp cái thọ ứng. Ta đau, ta an lạc. Nè. Mà đau ai đau đây? Ngoài cái thân, ngoài cái sắc pháp và cái danh pháp ra có ai đau không? Đó, nếu mình chấp cái đó là mình nói là mình đau. Đó, mình đau. Thật sự mình không có, tại sao mà mình đau đây? Mình tìm coi, mình tìm trong cái ngũ ẩn này có mình trong đó không? Nếu mình tìm mình trong cái ngũ ẩn này không có mình, tại sao mình đau? Tại sao mình đau được? Mình khổ được. Mình không có. Nếu mà làm sao mình học làm sao? Thường thường cái người đi học á, không được gì. Tôi đi học vi diệu pháp không được gì hết. Nếu mà không được đó thì tốt. Càng đi học càng mất đi á thì nó tốt. Nếu mà càng học càng được nhiều nhiều á, cái đó là càng càng khổ thêm. Thay mình càng nhiều. Hồi trước á, đi đi chùa học vi diệu pháp là thấy mình nhỏ nhỏ thôi. Nhá. Học càng lâu mà thành bà lớn, ông lớn à. Ê, trong chùa này ta biết á, ta học vi diệu pháp nhiều năm rồi. Bắt đầu nó cái ngạ mạn nó sanh ra nó càng nhiều. Như con bò và cái sưng bò á. Bò, cái con bò nó còn nhỏ thì cái sưng của nó sừng hả? À, sừng ơi sư bớt dâu thêm. Yeah, cái sừng của nó là còn chút ít à, mà nó càng lớn thì sừng của nó là càng dài dài lớn thêm nữa. Coi chừng nha, càng học thì càng phiền não càng nhiều, càng đi chùa thì cái phiền não càng nhiều, thành bà lớn ông lớn trong chùa. Đó, càng đi chùa thì càng cái phiền não càng nhiều. Coi chừng nhé, các sư và Phật tử mình. Càng học càng mất đi cái ngã mạn. Nè, miền nè. Cái đó mới mình đi cái đường đúng rồi. Nha. Càng mất đi là mình đi đường đúng là chánh pháp rồi. Mà đúng rồi. Miên nè. Pali giọng Khmer là miên nè. Miên nè. Như là cái trạng thái của cái niết bàn là gì? Là vắng lặng. Vắng lặng gì? Vắng lặng của năm cái ẩn. Và vượt khỏi cái tham ái. Bởi vì cái tham ái là cái nhân sanh ra cái khổ. Nhờ cái khổ. Vì thế mà các bậc A-la-hán khi đã tịch diệt thì mọi đau khổ luân hồi như là sanh, già, bệnh chết vân vân cũng vĩnh viễn biến mất, không còn tồn tại nữa. Như trong lời giải Va na to nikhan tan ti nập ba năng, pháp xa lìa tham ái là những thứ cột chặt các kiếp sống
thì gọi là Niết Bàn. Xa lìa, xa lìa tham ái. Xa lìa tham ái, không có tham ái. Tan tan hạ khai vô nập nập bàn nán tị. Đức Phật giải tan hạ khai vô là cái sự không có, cái sự hết đi, xa lìa cái tham ái là Niết Bàn. Niết Bàn là cái chỗ hết khổ. Chừng nào còn cái tham ái thì còn khổ. Bởi tham ái là samudaya sacchat mà, là tập đế mà, phải không? Tập đế là nhân cho cái khổ đế. Như vậy Niết Bàn là không có khổ, là vắng lặng, là yên tĩnh. Như vậy cái lúc nào trong cái tâm của mình á không có cái tham ái, hoặc tuyệt đối là diệt đi cái tham ái một chút cũng không có, cái đó là mới là tới Niết Bàn chắc chắn rồi. Bây giờ tất cả học viên của mình hết chưa? Hết tham ái chưa? Ồ, còn nhiều thì Niết Bàn còn xa. Còn xa. Đối với mình là còn xa. Bây giờ còn được rồi, đừng có nói là còn nhiều lắm đó, không được đâu. Vậy từ từ mình bớt đi, như mình mài đá đó cho nó mòn đi, càng ngày càng còn nhỏ, còn ít hơn. Mài bằng gì? Là giới, định, tuệ. Bằng giới, bằng định và bằng tuệ. Mình mài bằng cái đá mài ba lõi này. Mài đó, bằng giới, bằng định, bằng tuệ của mình. Hằng ngày không có bỏ. Ngày đêm cũng vậy, sáng chiều mình mài. Đó. Rồi tiếp. Cố gắng hết cái phần này thì ngày mốt mình học cái cho cái Bali thứ 3, số 3. Yeah. Nibba yanti sabbe vada dukkha san santapa etasmin etasmin ti nibbanang. Tất cả khổ do luân hồi và sự nóng nảy đều không tồn tại thì gọi là Niết Bàn. Cái tất cả khổ do luân hồi, luân hồi là ba cái luân hồi. Gì? Phiền não luân hồi, kilesa vat đắc. Có phiền não mới có cái nghiệp luân hồi. Kamma, kamma vat đắc. Rồi thứ ba là vipaka vat đắc, là quả, quả luân hồi. Ba cái này này. Có cái phiền não mới có cái nghiệp, có cái nghiệp mới có cái quả. Gọi là luân hồi. Vat đắc. Vĩnh vĩnh nó xoay vòng vậy đó. Kiếp này có phiền não làm cái nghiệp, làm cái nghiệp để có quả tái sinh, kiếp sau nữa. Kiếp sau thì có cái phiền não thì có cái nghiệp là có cái quả thêm nữa. Rồi nó sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết, nó không bao giờ mà khổ vì luân hồi.
Đó, luân hồi. Và sự nóng nảy, thấy cái sự nóng nảy, cái tâm của mình là khổ không Phật tử? Bây giờ mình thường thường mình, cái tâm mình không có tức giận ai á, thấy mình khỏe, mình bình yên. Chừng nào mình tức giận người khác, con cháu trong nhà hay là người nào đó, mình thấy cái tâm của mình như thế nào? Khổ, lo sợ, cái tim mình rụt rặt rụt rặt rụt rặt. Có người thì cũng bị xỉu, cũng có yếu tim á, thấy khổ không? Như vậy mình không muốn khổ là mình trừ đi cái tâm nóng nảy bằng tâm gì? Tâm từ cho nó nhiều. Metta, metta, metta citta, tâm từ. Đó. Mình thay bằng cái, mình thay cái tâm nóng nóng nảy này thành bằng cái tâm từ, ai ai cũng là đáng thương, đáng yêu. Nhất là con cháu trong nhà, cha mẹ, vợ chồng trong nhà, mình nên là có cái tâm từ cho nhiều, mới trong cái gia đình mình được cái sự hạnh phúc. Rồi thường xuyên mình rải cái tâm từ mình cho nhiều, sáng chiều sáng chiều. À, we ra hôn tu sape satta sape pana sape puta sape bukala avirahato apyapachato anikhato. Mình rải cái tâm từ cho nhiều mới mình bớt đi cái sự khổ. À, như vậy là cái sự luân hồi, cái luân hồi và cái tâm, cái sự nóng nảy là không còn tồn tại. Cái chỗ đó là gọi là Niết Bàn. Bậc A-la-hán các ngài rất là yên tĩnh, rất là an lạc trong Niết Bàn. Rồi tiếp, Nupayanti Araya Chana Eta Sementi Nup Bà Nàng Chư Thánh Nhân. Chư Thánh Nhân Araya Bukul, Chư Thánh Nhân xuất thế khi ẩn tịch diệt Niết Bàn. Khantha Pari Nup Bà Nà, không còn tái tục nữa. Tái tục của mình miệt ca cao tiết á, tái tục. Mình cao tiết, tái tục. Cho nên pháp mà dập tắt, đoạn tuyệt sanh tử không còn tồn tại nữa, thì pháp đó gọi là Niết Bàn, hay gọi là vô dư Niết Bàn. Vô dư, vô dư Niết Bàn. Niết Bàn có hai cái phải không? Upatise sa nập bàn á và anupatise sa nập bàn á. Vô dư là không không còn, hữu dư là còn. Sa upatise sa nập bàn á là hữu dư, anupatise sa nập bàn á là vô dư Niết Bàn. Nhớ hằng nhớ à, vô dư Niết Bàn và hữu dư Niết Bàn. Rồi mình học cái từ này, từ Bali này. Niết Bàn á là do hai cái từ ni và và na. Và na này để qua ra. Ni có nghĩa là thoát khỏi, có nghĩa là xa lìa, có nghĩa là vượt khỏi. Vượt khỏi cái gì?
Vana. Vana ở đây là am chỉ tới cái tham ái, tanha. Nhưng cái pháp nào mà thoát khỏi, cái pháp nào mà xa lìa, cái pháp nào mà vượt khỏi tham ái, pháp đó gọi là Niết Bàn. À, cho nên ni và na, cái này không phải qua ra, qua na nghĩa là xa lìa tham ái, thoát khỏi tham ái, vượt khỏi tham ái. Ni và na là ni bàn na đó, với cái vờ đấy và bê này coi như là thay đổi được. Thay đổi cái bê hoặc cái vờ thay đổi được trong cái tiếng Pali ấy. Ni va na cũng giống như ni ba na. Là nó diễn tiến theo văn phạm Pali thì va một từ thành hai va, thì hai va thay đổi thành à hai pa. Do đó là nibbana, là niết bàn. Xong tattha vutta pithamattha chatutha paramattha tu cittang cetasikang rupang nibbana mi ti sabbatha. Xong với ngày mốt mình à, ngày mốt là ngày thứ mấy? Chủ nhật hả? Ôi chủ nhật mình học luôn được không? Vậy sư sẽ xin bên cái chủ nhật là nghỉ, cái lớp đó là tham gia ít thì mình nghỉ, mình để cái ngày đó là mình học cái quy diệu pháp bằng tiếng Việt này cho nó nhiều ngày chút. Thiền Tâm, Thiền Tâm có trong này không? Vậy sư xin báo là chủ nhật mình học nè. Dạ, yeah, một tuần 4 ngày. Dạ. Yeah. Một tuần mình học 4 ngày. Cái giờ này kia cứ mình cứ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi. Nha. Yeah. Vậy mình hồi hướng cái phước cái pháp thí này đến chư thiên. Ya te va ta san te vi ha ra ve sa nay tho pe kha re po ta hưng ta hưng ta tham ma te ne na pha wan to poi chi ta so thân ra man da le the ra cha mai cha na wa ca cha phi kha vô sa ram Upasaka kiam miya cha te sa nikya miya cha isara sampana puta tu te cha liya puchya ye pe cha anda sampha viya sang se tha chia ta atha vom nay yia nay kang tham wa rang pa day cha te sa pe pe tuk kha sakha ron tu sang kha yang
tham mô tham ma thê ri a cha po ka li a sang kho ha tu sa me ko ve a tha ya cha am he ra khan tu sa tham mô sa pi pi tham vật thường sắp ba bộ này ya ma tham ba vệ tí tê y tăng mê bùi nhàng á sa vạ khá yá vạ hăng hô tu y tăng mê bùi nhàng nập biên á sa ba chất yô hô tu ma ma bồi nhã pha gang sa pa san ta nang pha chi mi te sa pe me sa mang la phan tu sa thu sa thu sa thu, sa, thu.